Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The King Favor. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp để làm món miến trộn Hàn Quốc.
Đây là dĩa miếng trộn mà chúng ta vừa mới làm xong. Thì chúng ta sẽ trang trí thêm bằng kim chi cũng như là mè để cho màu sắc của nó đẹp hơn và cũng như là mùi của nó sẽ thơm hơn nữa. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn thử nha các bạn. Chúng ta sẽ ăn thử. Ở đây là miếng trộn, chúng ta trộn lên một chút. Thì miếng trộn này chúng ta sẽ có nấm nè, có thịt nè, rồi có rau và có một chút cà rốt. Bây giờ mình sẽ ăn miếng thịt chung với lại một chút nấm với cà rốt luôn. Nên ăn được miếng rau nữa luôn nha, chúng ta lấy luôn miếng rau nha. Đó, và cọng này nó hơi dài chút xíu. Giờ chúng ta ăn thử nha. Hương vị ngon lắm các bạn. Tại vì cọng miếng á, nó ăn nó mềm và nó cũng dẻo dẻo, thơm lắm. Nó thơm mùi mè đã lắm các bạn. Và bây giờ mình sẽ ăn thêm một miếng kim chi. Chúng ta ăn chung với kim chi luôn. Ăn món Hàn Quốc là phải có kim chi nó mới ngon. Wow, kim chi vô là cái hương vị nó tuyệt vời luôn á. Đã thiệt. Và món này cũng không hề khó để chúng ta có thể ở nhà làm được ha các bạn. Và món này á, thì khi chúng ta trộn lên thì chủ yếu là chúng ta trộn đều tay để các nguyên liệu nó được đều ra hết, nó phân bố đều ra. Và bạn cũng có thể ăn thêm nước tương nếu bạn cảm thấy nó hơi lạc. Và ở đây thì mình ăn thêm với kim chi rồi, cho nên cái hương vị nó ngon lắm. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn hết dĩa miếng trộn Hàn Quốc này. Và chúng ta cũng sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.